câu lệnh rẽ nhánh của chúng ta thì nó giống như ở trong PHP, ở trong JavaScript thôi, vẫn if như bình thường. If này, ví dụ tôi có một cái biến, một cái biến là age bằng đô la gạch dưới get age ở đây, thì chúng ta sẽ có if này, age đô la age lớn hơn 16 thì echo ra đây là không phải đi tù, không phải đi tù chẳng hạn. Thấy chưa? Else echo ra đi tù 2 năm, ví dụ thế. Đó. Đấy là cái câu lệnh dễ nhánh của chúng ta, nếu thỏa mãn điều kiện thì thực hiện câu lệnh nào đấy. Nếu không thỏa mãn thì thực hiện cái điều kiện gì đấy. Đây là câu lệnh if else rồi. Thấy chưa? Ở đây chúng ta dùng các cái phép điều kiện và các cái phép this while như bình thường, hoặc và phủ định như bình thường, giống như trong JavaScript. Được chưa? Test cái nhá. Localhost này. PHP 17. Đây rồi. Buổi chúng ta hôm nay là buổi 15. Đi tù 2 năm. Quả. À, chúng ta không có cái name. Hỏi chấm age bằng 17 này thì không phải đi tù đúng không? Còn nếu mà nó bằng 16, bằng 16 vẫn chưa thành niên đúng không? Vẫn đi tù bình thường. Được chưa? Bởi vì nó không thỏa mãn cái điều kiện là lớn hơn 16. Cho nên là chúng ta vẫn chạy thực thi cái đoạn này. Được chưa? Đấy là câu lệnh dễ nhánh. Ở đây chúng ta vẫn sử dụng phép gán như bình thường. Ví dụ đô la get age lớn hơn 16 thì cái biến age kia sẽ được gán là bằng là đi tù này. Còn nếu không thỏa mãn thì đây là ở nhà. Đấy, ví dụ thế. Thì đây là phép gán thực hiện câu lệnh gán trong phép if else như này. Thì vẫn sử dụng như ở bên JavaScript, không khác tí nào. Switch case cũng vậy, switch case giữ nguyên, tác dụng không khác gì. Được chưa? Có nào thắc mắc gì không? Với câu lệnh dễ nhánh. Tiếp tục này. Tiếp tục là chúng ta đến với khái niệm là vòng lặp. Vòng lặp. Thì vòng lặp này chúng ta ví dụ có một cái mảng đô la là mảng ARR, nó sẽ bằng một cái mảng toàn số của tôi như này là 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó, để lấy ra từng phần tử một thì tôi hoàn toàn có thể là sử dụng vòng for như này. For như này, y nhỏ hơn, bên JavaScript lấy ra nhỏ hơn độ dài của mảng đúng không, và chúng ta có chấm len. Nhưng mà ở trong JavaScript chúng ta không làm được cái việc chấm len đấy đâu. Và ở trong JavaScript nó cũng không có dấu chấm. Để lấy ra một thuộc tính của đối tượng thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng hàm. Và chúng ta sử dụng hàm cao. Cao cái ARR này nó sẽ trả cho chúng ta cái số phần tử có trong mạng. Số lượng phần tử nhá. Thì cái số lượng này nó sẽ lớn hơn một đơn vị so với cái index của mạng. Đấy chưa? Cho nên là dùng cao như này được. Và chúng ta tiến hành là có thể là echo. Echo ra một cái biến là array ở vị trí thứ y và cộng thêm một cái thẻ br ở dưới nữa thì chúng ta sẽ hiển thị ra được các số nằm trong cái vòng lặp này. Test cái nhá. Đấy, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, đây là vòng lặp cho những cái mảng có cái key là index. Hôm trước tôi dạy các bạn đó là key là index đúng không. Đây là vòng lặp bình thường. Chúng ta có for tiến, for lùi bình thường, dùng while, do while cũng như trong JavaScript. Nhưng mà ở bên PHP nó có thêm một cái khác nữa, ví dụ như sau. Phần này có ai thắc mắc gì nữa không? Tiếp nhá. Tôi tạm thời comment vào đây đã. Comment hết cái mới này vào. Để chúng ta sang phần mới.
Rồi. Chúng ta sẽ có một cái mảng nữa. Ví dụ đây là mảng là kiện TH đi. Ví dụ thế. Trong cái mảng này chúng ta hoàn toàn có thể khai báo theo dạng là key value như này. Đầu tiên là name. Đây là thiện TH này. Tuổi age bằng với là 25, 26 đi. Job nghề nghiệp là teacher. Ví dụ thế. Bây giờ để giống như trong, để tôi lấy ra một phần tử, ví dụ mà lấy ra cái name hoặc lấy ra cái age hoặc lấy ra cái job ở trong cái mảng này, mảng của tôi là mảng thiện TH nha, tôi lấy ra cái này. Để lấy ra bất kỳ một phần tử nào á, tôi không thể dùng, ví dụ cái này nó là vị trí index số 0 đúng không? Theo bình thường nó index số 0 đúng không? Chúng ta lấy ra là thiện TH 0 như này. Các bạn echo ra. Chắc chắn chết. Chắc chắn chết luôn. Nếu mà của các bạn nó sẽ báo lỗi là undefined index 0 như vậy. Thử xem. Đúng không? Của tôi nó không hiển thị lỗi. Đúng không? Bởi vì nó cái khi mà chúng ta để xem cụ thể ấy, chúng ta có VADAM này. Cái thiện TH này. Chúng ta nhìn thấy đó là một cái mảng có các phần tử là name là phần tử có key là name thì mang giá trị là thiện TH, phần tử là age thì mang giá trị là 26, phần tử là job thì mang giá trị là teacher, đúng không? Thì nó không hề có cái thứ nó gọi là index. Nó không hề có. Cho nên chúng ta lấy ra cái phần tử số 0, số 1, số 2, số 3 thì nó không lấy được. Nó không có. Cho nên chúng ta phải chỉ có thể lấy ra được bằng cách là chúng ta ví dụ vẫn echo nha. Echo thì chúng ta chỉ có thể echo ra thiện TH với cái job thôi. Như này. Thì lấy ra tốt. Còn lại thì không lấy được. Thế vậy thì chúng ta, bởi vì cái cách, bởi vì cái mảng nó phát sinh ra như thế này, cho nên những cái vòng lặp kiểu là for tiến, for lùi thì không thể nào tương tác được với những cái dữ liệu nằm ở trong này, những cái element nằm trong không lấy được. Cho nên chúng ta bắt buộc phải có một loại vòng lặp nữa, đó là vòng lặp for x. For x của cái mảng này, sky value, đây là cú pháp nhá. Cú pháp thì mình không giải thích nữa. Cú pháp thì các bạn dùng các bạn sẽ hiểu nhá. Sky value các bạn xem này. Tôi tiến hành là echo ra đây một cái string. Đây là đô la là key này, trừ 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 cộng với value thì các bạn sẽ nhìn thấy nó là cái gì. Thêm một thẻ DR của tôi. Bây giờ xem nó là cái gì nhá. For x, tên mảng s key trỏ đến value. Được chưa? Xem này. Đây, thấy không? Cái vòng lặp này khi mà chúng ta chạy làm việc với mảng ấy, thì cái vòng lặp này nó sẽ chạy qua từng phần tử một nằm trong mảng. Đấy chưa? Từng phần tử một nằm trong mảng. Sau đó mỗi một lần chạy vào trong một phần tử thì cái bên này này, cái này người ta gọi là cái key, thì nó sẽ mang giá trị của cái biến key của phần tử được sò đến. Tiếp theo là cái value, nó là cái bên này. Được chưa? Key ứng với key, value ứng với value, và từng phần tử một thì chúng ta thực hiện tương tác dữ liệu cho nó. Được chưa nhỉ? Đó là cái vòng lặp for x mà chúng ta cần lấy chúng ta học ở đây. Ngoài ra cái for x này các bạn không áp dụng được cái trò là break. Không áp dụng được break. Ví dụ nếu mà như bình thường như này tiến hành break đúng không? Thì là nó chỉ hiển thị ra là name bằng thiện TH thôi. Nó không hiển thị thêm hai thằng nữa đúng không? Nhưng với ở đây chúng ta chạy được này. Theo logic là phải chạy được, không chạy được nhỉ. Ok, thôi coi như tôi sai đi. Vẫn dùng được break, xin lỗi các bạn. Rồi, thì chúng ta vẫn break và continue như bình thường nhá. Xin lỗi các bạn tôi nhầm một chút. Rồi, thì đấy là vòng lặp for x của chúng ta. Hãy lưu ý với cái kiểu mảng mà có dạng key value thì chúng ta không dùng được for thường đâu nhé, bắt buộc phải dùng for x. Nhưng mà nếu ngược lại, xét ngược lại
là trong một cái mảng đã có dạng key value như này rồi, chúng ta nhét thêm những cái ví dụ như kiểu là đây là ăn cơm này, uống nước này, đây 100 này, đi ngủ ấy, như này thì chúng ta có lấy được những phần tử này. Lấy bằng cái gì? Để lấy ra cái thằng 100 này lấy bằng cái gì? Bằng cái gì cơ? Tôi muốn lấy ra thằng 100 này tôi lấy bằng cách nào? Echo ra này. Đô la. Ờ, cái gì? Không à? 100 này nhá. Ừ vâng. Sai bét. Ờ, 1 thì còn đúng. 1. Được chưa? Lưu ý khi mà dạng mảng nó lẫn lộn, nó hỗn tạp như này thì những cái thằng mà có key này nó không được đánh index nhé. Kể cả ở đây tôi viết số 100 này tôi có thêm là một cái là gender là male. Như này. Thì cái thằng này này, ví dụ đây là index là 0 nhá. Đây index là 1 nhá. Đúng chưa? Thì thằng tiếp theo này này là index 2. Như bình thường. Test nhá. Và đâm. Đài. Thấy không? Được chưa? 0, 1 và 2. Và bây giờ thế đấy là chúng ta hiểu thêm một chút thôi. Nhưng còn forex này nó có chạy được với cái mảng này không? Thế đến thằng này thì cái key là bằng mấy? Thằng ăn cơm? Không. Thằng đi ngủ ở mấy? Thằng 2, thằng 3. 2. Được chưa? Cho nên với mảng ở trong JavaScript, xin lỗi các bạn, với mảng ở trong cái này này, ở trong cái mảng ở trong PHP thì nên sử dụng forEx nhé. Tất nhiên dùng cách for thường thì cũng không ai ý kiến gì với các bạn cả, chẳng ai ý kiến, vẫn đúng nhá, lưu ý cho tôi. Được chưa? Xong đi nhỉ? Rồi, ok, bây giờ các bạn làm cái việc này cho tôi. Bây giờ chúng ta sẽ có, tôi sẽ cho các bạn thêm một cái hàm nữa, hàm trong PHP. Đó là hàm mà để tôi echo cái đấy nhá. Echo ra ran 1.100. Ok. Tôi có hàm ran này. Một cái hàm là hàm run này. Hàm này là hàm mặc định có sẵn trong PHP rồi. Thì nó sẽ có cái số đầu tiên là số nhỏ nhất. Tiếp theo là số lớn nhất có thể được sinh ra run được. Được chưa? Bây giờ các bạn thực hiện cái việc yêu cầu này cho tôi này, thử nhá. Random 3 giá trị là A B à không random mà vòng lặp này random 100 lần và gán cái 100 lần random này, các phần tử hiển thị ra, các cái phần tử mà random ra thì sẽ được gán vào trong cái mảng là cover. Sẽ được gán vào trong cái mảng cover này. Bất kể số nào random ra thì sẽ được gán vào trong cái mảng cover. Được chưa? Sau đó đây là bước 1. Bước 2. Sau đó từ cái mảng cover này thì chúng ta tách ra hai mảng con. Tách ra hai mảng con. Ví dụ, tách ra hai mảng con, một mảng chứa số lẻ
một mặt chứa số chẵn. Cách thẳng của mình, và đăng cho tôi cả ba cả. Mặt nào là mặt tổng, mặt nào là mặt số lẻ, mặt nào là mặt số chẵn. Nào tôi biết này, thử ra có làm không? Ép một phần tử vào trong mảng. Hướng dẫn nha, ép một phần tử. Ví dụ tôi đang có cái mảng này nhá, đúng không? Đang có cái mảng hiển th này nhá, tôi ép một phần tử vào á, dễ cực. Ví dụ hiển th này như này bằng ran 100 chẳng hạn. Đó các bạn coi nhá. Thấy không? Reload lại. Thấy không? Được chưa? Đó, các bạn làm thử nghĩa tôi một cách nào đấy tạo ra một cái mảng của 100 phần tử, toàn bộ đều là random. Toàn bộ đều là random, từ 100. Còn đó tách ra. Thì đấy. bật lên này, đẩy đâu ấy, không tên không đẩy đâu ấy. Đây nó cũng giấy cơ mà,
Chặn đây đến chặn đây nào được ra đấy. Em dùng ở đây cái đó tích dưới này là ra một cái đó. Cái lớp sai. Cái tu tờ nó ra phần từ bao nhiêu ép thêm mới vào. Cái lớp chỉ này không để này là ép thêm một phần từ vào trong mạng. Không, đây là
tôi vừa nói xong thì anh em kẹp thêm một phần tử vào cuối bảng, sử dụng cái trò này, được chưa? Cái phần tử đấy sẽ được sinh ra bởi cái hàm này, được chưa? Xong. Bây giờ cái tuber này là cái gì? Tại sao lại là tuber chia hai? Anh sai rồi, sai chắc luôn. Em làm cái không chạy, nào bảo không chạy. Chẳng không chạy được, nhìn ra thì không chạy được rồi, thấy không? Chia 2 hoặc 0 thì là số gì? Đó, số chẵn. Mở ra đây, mở cái này ra nó ở đâu? Đây ạ, à? Tại sao được cốt nó tùm lum như này? Mở ra số chẵn đúng không? Từ từ, chưa xếp, chưa xong. Echo không bao giờ hiển thị được qua một bộ dữ liệu là cái mạng. Nó sẽ báo lỗi như này. Đó là mạng nó sẽ echo được. Đó mà chưa xong. Khi mà cái số này là số lẻ đúng không? Số trắng đúng không? Thì phải ép thêm một phần tử vào trong cái mạng trắng này. Lại áp dụng được đúng không? Thì phải là đô la trắng ép thêm một phần tử bằng nó được. Còn heo đô la lẻ, đô la lẻ ép thêm một phần tử bằng. Sau đó hết sau hai cái này rồi xuống dưới vào là cái mặt ví dụ và làm là cái mặt bằng một tròi cho nên cô một cái dấu break cơ bản đây là PHP chúng ta làm trên môi trường là web, còn cái C của bà đó là môi trường command line, nó làm một cái trò đấy thoải mái rồi mày nói thoải mái xong vậy sao không được con bè cô chưa sao được không cài được chém quy bốn quy ba hai nó thấy được bảo đi. Không có được đâu. Để nó cả đấy. Nếu mà không được thì ông đành phải cả đấy. Thank you.
thôi nha. Mấy bạn làm được rồi. Thảo ơi đã. Chưa này. Đây các bạn để ý nhá. Tôi sẽ sang cái đấy file là file BT1 này. Rồi, đề bài của chúng ta là random 100 lần đúng không? Đúng không? Tôi sẽ có cái tôi sẽ cần phải ở đây có cần phải ba cái mảng. Mảng đầu tiên là mảng total, mảng thứ hai là mảng số lẻ, mảng thứ ba là mảng số chẵn đúng không? Rồi thì tôi sẽ có mảng, đây là mảng tổng này. Nó là một mảng này. Tiếp theo là mảng lẻ này, là một mảng nữa này. Đây là khai báo mảng ra, khai báo một biến thuộc dạng mảng, được chưa? Tiếp theo là mảng chẵn này. Chẵn, nó cũng là một mảng này. Sau đó bây giờ tôi cần phải random 100 lần. Tôi cần phải random 100 lần để có cái số mảng và cái để ép thêm số vào trong cái mảng total đúng không? Rồi nhá, tôi sẽ có là đô la à, đúng không? For thường đi. Bằng for này. Y y bằng 0 này. Y nhỏ hơn 100 này. Y nhỏ hơn 100 này. Bây giờ chúng ta ép thêm phần tử vào một mảng mảng tổng, chúng ta sẽ có đô à, sẽ có cái đầu tiên là random cho một số đã. Chúng ta có một cái biến là random number. Nó sẽ bằng cái hàm ran của chúng ta từ 1 cho đến 100, nó sẽ ra một con số nào đấy nhất định. Sau tôi gán nó vào cái biến này. Xong chưa, để tôi giữ lại chứ không lần sau nếu mà các bạn gán toàn bộ các phần tử bằng cái này thì chết. Nó sẽ ra tùm lum ngay. Được chưa? Tiếp theo, chúng ta sẽ có hàm tổng ép thêm một phần tử. Ép thêm một phần tử. Nó sẽ bằng cái biến ran number này. Được chưa? Sau đó tắt chuông đi là được rồi. Sau đó này, bây giờ tôi có thể chia nó ra luôn thành các cái mảng lẻ hoặc mảng nhét luôn vào mảng lẻ hoặc mảng chẵn. Thì tôi ứng dụng, tôi dùng if cái ran number kia chia cho 2 bằng 0. Đúng không? Chia hết cho 2 thì nó là chẵn, nó chẵn đúng không? Đô la chẵn đóng ở ngoặc vuông bằng ran number. Được chưa? Ran number else tức là nó sẽ chia ra là số 1 khác 0 mà thì sẽ là bằng đô la lẻ. Đô la lẻ bằng ran number. Và cuối cùng chúng ta có thể hiển thị ra là có thể là echo ra. Echo ra đây là mảng số mảng tổng. Mảng tổng. Nó sẽ bằng vadam của cái tổng. Duplicate lên. Đây là mảng số chẵn. Đây là mảng số lẻ. Đây là chẵn này. Đây là lẻ này. Được chưa? Xong. À, đây là BT1. Xin lỗi các bạn. Mảng tổng có những cái số này. 100 số. Mảng số chẵn. Ôi sao mảng lại chia đều vậy? 50 này. Đúng số chẵn không? Số lẻ này cũng 50 này. Tôi random lại nhá. Đây, cái này lệch rồi. Mảng số lẻ có 41 số lẻ thôi. Còn số chẵn là bằng 59. Được chưa? Thì đấy là cái lời giải của chúng ta cho cái bài toán nhỏ nhỏ này. Tiếp tục này. Tiếp nhá. Xong đi các bạn, xong đi để tôi đẩy code lên nhá. 1706 này. Rồi. Rồi code lên rồi nhá. Sau đó chúng ta update cái bài tập này lên một chút. Thêm một cái phần nữa rồi. Ok, tạm thời dừng đấy đã.
chúng ta học tiếp theo đến hôm trước chúng ta học về hằng số nhá. Chưa à? Ồ. Tưởng là hằng số học với biến thôi nhỉ. Xong đi. Xong đi, tôi sẽ sang phần kiến thức tiếp theo. Bao giờ đến hàm thì chúng ta sẽ có nhiều trò chơi hơn. Có ai thắc mắc gì không? Đây ứng dụng về mảng và vòng lặp. Tiếp tục nhá. Chúng ta có một kiến thức nữa, đây là là hằng số. Hằng số này. Thì hằng số nó là một đại lượng, nó cũng là một đại lượng giống như biến, nhưng mà quan trọng hơn một cái là cái hằng số ấy, thì chúng ta không thể thay đổi giá trị được nó của nó được. Đấy là sự khác nhau giữa biến và hằng. Được chưa? Còn hằng số thì nó còn hoàn toàn có thể chứa được các thể loại dữ liệu khác như bình thường. Ví dụ và tôi định nghĩa, tôi có thể định nghĩa ra hằng số bằng cách sử dụng một cái hàm của PHP, đó là hàm define. Hàm define này. Sau đó định nghĩa ra cái hằng số đấy là cái gì. Hằng số thì các bạn hoàn toàn có thể là viết được các ký tự thường và gạch dưới. Nó giống như tên biến ấy, nhưng mà trong hằng số thì thường thường là ít người là viết đô la lắm. Còn các bạn viết hoa viết thường cũng được, nó phân biệt cả chữ hoa chữ thường khác nhau nhé. Ví dụ hàm hằng số tên là tên này bằng 1 và hằng số tên là tên như này, cái này bằng 2. Hai hằng số này là hai hằng số hoàn toàn khác nhau và các bạn định nghĩa được. Được chưa? Đấy cách định nghĩa hằng số. Nhưng mà đa phần ấy, khi mà người ta định nghĩa ra một hằng số thì nó bằng cái này, bằng cách này, bằng cái cách đặt tên như này. Đây. Là tất cả các cái chữ ở trong hằng số thì người ta sẽ viết hoa hết. Và các cái chữ được cách nhau, bình thường chúng ta viết chữ ví dụ tên tôi là thì tên cách tôi cách là, đúng không? Nhưng mà trong hằng số thì người ta sẽ viết là tên tôi là. Đấy, đây là cách đặt tên đặt hằng số. Được chưa? Thì chúng ta định nghĩa ra hằng số thì là như thế này. Đây là cách định nghĩa ra hằng số trong PHP nhá. Định nghĩa hằng số. Bây giờ tôi muốn lấy ra cái giá trị của hằng số này như nào? Đơn giản, echo tên tôi là. Này thôi là xong. Đây là cách lấy ra một giá trị, lấy ra giá trị của hằng số. Test đi, các bạn test đi. Đây là hằng gạch ngang số .php, thấy là 2 không? Và đã định nghĩa ra hằng số rồi thì chúng ta không thể nào gán lại giá trị cho nó nữa. Không thể nào gán được lại nữa. Nó vẫn ra 2, đúng không? Còn như bên máy các bạn thì nó sẽ ra lỗi luôn đấy. Ra một cái warning thì phải. Đúng không? Còn ở bên tôi thì nó không thể nào gán lại giá trị được cho hằng số nữa. Thì nó ra luôn số 2 ban đầu. Đấy là hằng số. Cái hằng số nó có tác dụng như nào? Hay dùng trong trường hợp nào? Như này. Nói một cái ví dụ đơn giản nhé. Chúng ta có một cái mảng là mảng ví dụ như là lương NV đấy, mảng lương NV này. Mảng này cũng là một cái mảng user, mảng dưới là mảng long tt này nè. Trong hai mảng này đều chứa những cái phần tử ví dụ như kiểu là name
trong này chứa cũng là chứa name, cũng là chứa name, nhưng mà ông này ông viết như này đúng không? Nó chưa như này cả. Bởi vì cái hai cái phần này nó đều là text, cho nên chúng ta định nghĩa như nào cũng được đúng không? Và khi mà lấy ra gán vào xong rồi lấy ra thì chúng ta echo cái này ra, echo này ra ngoài. Thì nếu mà đúng thì thường thường người ta gán như thế này, còn khi mà chúng ta gán kiểu là nên chung nờ viết hoa như này thì nó sẽ bị lỗi, nó không có, nó có lỗi, được chưa? Thế vậy thì nếu ví dụ mà để sau này khi chúng ta làm việc dự án thật ấy thì một nhóm nó đông lắm, 3 người là ít nhất, nhiều khi nhóm của chúng ta 10 người, 100 người, thì như vậy thì khi mà nhiều người quá thì sẽ không thể sẽ tránh được cái việc là bị lỗi lầm một ký tự nha, là chuyện bình thường, được chưa? Thì tốt nhất là để tránh được cái việc là khai báo những cái thành phần như này nó bị lỗi thì chúng ta gán cho nó, ví dụ như kiểu là gán cho nó một cái constant là arr đặt dưới name name key chẳng hạn, ví dụ thế, tôi cứ định nghĩa vừa ra cái này nó không chuẩn gì cả đó. Thì khi mà chúng ta lấy giá trị này ra, tôi chỉ đơn giản là cái này tôi vẫn xuống lên một phát là xong. Thằng này khi mà lấy ra tôi cũng không dùng cái này nữa, mà tôi bê luôn cái này vẫn xuống đây. Bởi vì chúng ta dùng thẳng, cho nên khi mà người ta chạy á, kể cả trong việc người ta test nhé, người ta test thì người ta code thì người ta phải test đúng không? Thì khi mà chúng ta dùng nhớ có viết sai một cái tên như này, thì nó báo lỗi ngay là cái hằng số này nó không có thật, thì sẽ tránh được cái lỗi đấy đúng không? Ngoài ra nếu mà ở trong cái mớ này lúc đầu để hết là nên này. Đây là name này. Đây cũng là name nhá. Sau này chúng ta có khoảng là 500 cái hiển thị cái name này ở trong code chúng ta. Đúng không? Sau này người ta chỉ cần đơn giản thay đổi cái này trở thành cái chữ E, người ngứa tay lên thì biến thành chữ E hoa. Thế vậy là 500 cái chỗ mà echo lương NV, long VT cái gì đấy là của tính name này đều phải thay đổi hết đúng không? Đúng chưa? Bây giờ người ta chỉ đơn giản là lúc đầu là ngày bằng cái giá trị là name nhỏ như ban đầu, nhưng mà sau này muốn đổi thành cái này ok, tất cả mớ này cô đều biết là constant đúng không, đều là hằng số. Sau đấy tôi chỉ thay đổi mỗi một cái ở đây là thành này, là tất cả cái mớ 500 dòng tiền sẽ được thay thế theo bởi nó ăn theo cái hằng số của chúng ta, được chưa? Lợi ích cực kỳ lớn luôn nếu mà dùng đúng chỗ. Thì thường thường ấy, cái hằng số chúng ta hay được sử dụng ở những cái chỗ mà liên quan đến phần config của hệ thống. Phần config của hệ thống. Ví dụ như kiểu là liên quan đến server name này, rồi thì là username để đăng nhập vào cơ sở dữ liệu này, password của username của database hệ thống sẽ sử dụng là cái gì. Thì người ta định ra một cái hằng số viết pet đấy phát xong, không thay đổi nữa. Sau này có thay đổi thì thay đổi một chỗ, chứ không phải chỗ nào có kết nối đến cơ sở dữ liệu mà nó thay đổi. Thì đấy là cái cách chúng ta định nghĩa dùng hằng số và những cái ứng dụng của nó, lợi ích. Đấy chưa nhỉ? Còn ai thắc mắc gì không? Sao cũng cái nhìn tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nhìn ghê vãi chưa? Tiếp tục này. Sang khái niệm tiếp theo. Đó là chúng ta sẽ có thêm một cái kiến thức nữa. Đó là về hàm. Hàm.php. Nếu mà nhanh quá thì phải bảo nhá, chứ không phải lúc nào tôi cũng dừng lại được đâu. Hàm.php. Đúng không? Hàm số. Và có nhầm hàm thôi chứ không phải là hàm số. Hàm thì cũng giống như kiểu biến thôi, nhưng mà nó khác. Nó khác một chút, đó là nó cũng có tên. Hàm thì nó cũng có tên, nhưng mà hàm ấy, nó là một tập hợp các dòng code. Tập hợp các dòng code được dùng đi, có thể được dùng đi dùng lại nhiều lần. Mà chúng ta không phải, ví dụ tôi có một đoạn lệnh A, ví dụ như này, lệnh A duplicate lên. Rồi đây là lệnh B, đây là lệnh C, đây là lệnh E, đây là lệnh F, ví dụ thế. Ở đoạn trên này tôi dùng nó thì tôi viết như này. Sau đó đến đoạn dưới này khoảng 100 dòng sau, tôi lại cần cái đoạn đấy nữa. Thì lại tôi B, tôi lại copy ở trên tôi vứt xuống dưới ạ. Xong rồi khoảng 500 dòng sau nữa tôi lại dùng tiếp. Thế tôi lại vẹt xuống à? Code như này người ta gọi là code ngu ấy. Thật. Và tôi từng làm một con như này thôi.
Bố ấy viết 4.000 dòng đắp ticket lên 3 lần là thành 12.000 dòng một file. Một file PHP. Sửa một tháng cũng xong. Thề luôn không sửa được. Đó. Được chưa? Rất đơn giản, giải quyết cái vấn đề này cực kỳ đơn giản. Tạo một cái hàm. Ví dụ function. Đây là function là test, ví dụ thế. Trong function test này sẽ có các lệnh A, B, C, D, E, F. Được chưa? Ở chỗ này cần dùng cái hàm, cái những cái đoạn lệnh này đúng không? B cái hàm test này vứt xuống dưới. Đấy, chỗ này cần dùng viết xuống dưới. Chỗ này cần dùng gì? Viết tiếp. Viết tiếp. Chỗ này cần dùng nữa gì? Lại gọi tiếp nó ra. Được chưa? Thì như thế này là code của chúng ta, thứ nhất, code của chúng ta ngắn đi cực kỳ nhiều. Ít nhất nếu mà ở đây cứ dùng đi dùng lại là 3 lần đúng không? Ít nhất ngắn đi khoảng 2/3. Bởi vì chúng ta mất một đoạn là định nghĩa hàm mà. Đúng không? Ngắn đi khoảng 2/3. Dùng càng nhiều càng ngắn. Được chưa? Thì đấy là cái khái niệm và cái tính ứng dụng của hàm của chúng ta. Một đoạn lệnh sẽ được sử dụng đi sử dụng lại ít nhất là 2 lần thì nên tách ra thành một cái hàm. Được chưa? Và cái này nó cũng giống như hàm, là cứ có cái thay đổi gì, khi mà có thay đổi gì chúng ta chỉ thay đổi ở một chỗ, tất cả các chỗ khác sẽ được ăn theo chứ không phải động chạm thêm nữa, đúng không? Đấy là cái lợi ích của nó. Thì chúng ta có cú pháp như sau. Lưu ý cho tôi, khi mà sử dụng hàm hằng biến, à quên nhầm, hàm hằng thôi, thì sẽ có hai cái các bạn cần phải ghi nhớ. Thứ nhất là định nghĩa ra hàm, hoặc là định nghĩa ra hằng số. Được chưa? Định nghĩa ra tức là chúng ta phải tạo nó ra, sau đấy thì chúng ta mới sử dụng được, chứ không thì không dùng được đâu nhá. Được chưa? Cái thứ hai là gọi nó ra. Ví dụ như hằng, đây tôi định nghĩa này, tôi định nghĩa xong rồi tôi mới gọi được. Chứ ví dụ như tôi gọi trước tôi mới định nghĩa, có được không? Chạy vào mắt, đúng không? Thì định nghĩa ra xong rồi mới gọi. Được chưa? Đấy là những cái lưu ý chúng ta cần phải nhớ. Định nghĩa xong này, xong rồi mới gọi. Định nghĩa thì chúng ta nhớ thêm cho tôi một, nhớ thêm cái cú pháp của tôi là cái từ đầu tiên để định nghĩa ra một cái hàm ấy, đó là từ function. Tôi hay viết sai chính tả cái từ đó, cho nên là các bạn nên dùng cách này nhé. Ví dụ trong sáu lần tinh nó có hỗ trợ, nhìn không? Function này, thấy chưa? Thì đây là ví dụ hàm của tôi là hàm test, thì tôi viết chữ test vào đấy. Ok, thấy chưa? Bởi vì cái từ nó rất là lằng nhằng mà tôi hay gõ sai lắm, cho nên là tôi toàn dùng cái kiểu là sinh sẵn ra thôi, thấy chưa? Đó, cho nên là function, tiếp theo là tên hàm. Tên hàm thì cách đặt tên hàm nó giống như cách đặt tên biến nhá. Camel case hay là snake case tùy các bạn đặt kiểu gì đặt, được chưa? Xong sau đấy đến cái cặp dấu ngoặc này, làm ơn nhớ cho tôi cái cặp dấu ngoặc này thì nhớ viết như này này. Ừ, tôi cắt cái đoạn này đi nhá, đóng ngoặc như này này, rất nhiều thành phần kiểu như này viết xong bắt đầu là phệt nhè luôn, quên dấu đóng thì là cũng ăn cám luôn, nó báo lỗi ngay lập tức. Được chưa? Thì là tốt nhất đấy, nếu mà cái editor của các bạn nó không hỗ trợ cái việc tự động đóng ngoặc đấy, thì chúng ta cứ mở xong đóng rồi lùi lại một cái, tạo cho mình một thành cái thói quen cứ mở xong đóng lùi lại một cái. Kể cả với câu lệnh if else cũng vậy, if mở lùi cái, cặp dấu ngoặc đóng xong mở lùi cái. Được chưa? Thì đấy là tạo cho mình một thói quen code đi. Được chưa nhỉ? Sau đó đến các cái câu lệnh sẽ được sử dụng ở trong cái hàm này, thì là viết ở trong cặp dấu ngoặc nhọn ở đây này. Được chưa? Ví dụ như sau, tôi có hàm test này. Tôi có đầu tiên là echo ra là mình thích, thì mình viết dòng 1, sau đó đến thẻ BR, dòng 2, dòng 3, dòng 4, 5. Đó. Ở đây tôi dùng cái hàm này đúng không? Dùng 3 lần đúng không? Thì tôi rất đơn giản, tôi gọi đến cái hàm đấy 3 lần phát là xong. Test nhá. Đây là hàm này. Hàm.php. Đến 5 là hết một chỗ này. 5 nữa này. 2 này. Cuối cùng này.
đủ 3 chưa? Nó không phải echo, nếu như bình thường các bạn viết phải echo bằng này dòng vào ba cái chỗ này đúng không? Bây giờ chúng ta chỉ cần gọi một dòng nó thực thi cái mớ này trong bằng đấy là. Được chưa? Đẩy code lên nhá. Thế đây là định nghĩa và sử dụng hàm. Ở đâu cũng thế, PHP cũng thế, Java cũng vậy. Java như còn khác một chút, đó là có kiểu dữ liệu trả về. Được chưa? Tiếp tục này. Tiếp tục này. Chúng ta còn một khái niệm nữa với hàm. À, hai khái niệm nữa. Thứ nhất, đó là tham số của một hàm. Tham số, chưa học tham trị. Thằng này hóng hớt. Tham số. Bây giờ tham số của một hàm đó là, ví dụ trong cái mớ này, trong cái hàm này, ví dụ hàm này của tôi là hàm tính tổng đúng không? Thì tôi phải truyền vào, tôi muốn tính tổng của khoảng 3 số gì đấy, hoặc là 5 số gì đấy. Nếu mà các bạn viết như này, các bạn không thể tính được, không thể lấy được ở đâu ra mà vào trong này chúng ta cộng trừ nhân chia. Đúng chưa? Đây ví dụ nhá. Tôi có hàm biến A bằng 5 này, 4 này. 5 biến B bằng 6. Biến C bằng 7. Và trong này tôi echo ra là 5 cộng 6 cộng 7 đúng không? À, A cộng B cộng C này đúng không? Ờ, đúng rồi, đồ lại. Có ra không? Có ra không? Thấy không? Trong JavaScript nó sẽ ra đấy. Đấy. Nó bằng 0 này. Thấy không? Không dùng được, không xài được. Không xài, chắc chắn là không xài được luôn. Bởi vì cái phạm vi tác động của cái các cái biến này nó nằm ngoài hàm. Nó không vào trong được. Được chưa? Nếu mà với JavaScript viết như này chắc chắn ra. Nhưng mà với PHP không ra được. Thì vậy thì chúng ta phải có cái tham số truyền vào đây để mới cộng trừ nhân chia được đúng không? Được chưa? Thì chúng ta sẽ có test này là ví dụ như kiểu 1,2,3 này. Truyền đây 3 tham số đúng không? Truyền 3 tham số này, từ từ đã xem nào, cứ cầm đèn chạy chiếc ô tô bình tĩnh. Truyền vào đây 3 tham số này. Được chưa? Tôi bất biết là cái tham số này nó là biến hay là giá trị tôi truyền thẳng. Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết ở đây có tôi truyền 3 tham số. Thì ở trong này tôi cũng nhận 3 tham số. Đây là ví dụ A, B, C như này. Đây 1 2 3 đúng không? 6. Gì? Có phải bất ngờ không? Có đúng không? 1 cộng 2 cộng 3 chả bằng 6. Phải nhất bằng 9 à? Sao? Đấy. Tôi cố tình viết mà. Nó không phải bằng cái bên ngoài. Nó quan trọng là cái thứ tự, các cái biến, các cái giá trị truyền vào trong này. Thằng A này sẽ được gắn với cái này. Thằng B được gắn với cái này. Thằng C được gắn với cái này. Đây tôi thích cho trong 30 thì nó sẽ bằng 33. Đúng chưa? Nhớ nhá. Nhớ tham số nhá. Trông mặt của này vẫn ngu á. Rồi, bây giờ làm cái trò này. Vẫn tận dụng luôn cái hàm random lúc đấy nhá. Tôi có random 100 lần. Random 100 lần. Gán nó vào một cái điền và gán vào một cái mạng. Và từ từ đó nhá. Gán từ từ bình tĩnh. Đây không ra được nữa. Chúng ta sẽ có ví dụ như kiểu là localhost cái gì sợ sợ đây, đây là hàm chấm php nhá, đúng không? Nhá, hỏi chấm số a bằng cái số x nào đấy các bạn điền vào và
số B bằng Y và số C bằng Z. Nhưng mà đừng có viết chữ X, Y, Z vào nhá. Đây là số, được chưa? Đây là số, được chưa? Sau đó chúng ta lấy ba cái số này xuống, lấy ba cái số này xuống cái cho đặc biệt là A, B, C. Sau đó tiến hành tính tổng của ba cái số này. Thử xem. Đây có URL này. Đây gọi là một cái hàm, gọi là một cái file PHP này, xong chưa? Rồi, truyền ba tham số trên URL, lấy xuống. Lấy cái này xuống bằng cái gì? Đô la nhé. Truyền cái A hoặc cái B hoặc cái C này vào. Được chưa? Thì nó sẽ lấy ra các cái giá trị ở đây ra. Sau đó là cộng tổng nó. Tí nữa sẽ có thêm bài là nhân đôi lên rồi cộng tổng. Ai chụp cái chạy cái này? Chạy phải thông qua server chứ. Đây xa nó sẽ đông vào mình ăn đều không? Đây, chụp ăn thì đông này. Bà đi. Vô vào host. Bật sao được. Nhớ chạy vào này, nhớ chạy vào này, còn chạy trực tiếp nó sẽ hiểu được cái tay, nó không dịch gì cả. Thứ ba này, thứ ba là thứ mấy? 6 không? 3. Cái gì? Email luôn. Đi đâu cái đi ở đâu đâu không đâu về đâu.
Chết rồi. Mai là ngày 18 đúng không?
Xong chưa? Chưa hả? Quyên? Ờ? Học rồi. Biết làm là chết đi nhé. Bài này cực kỳ dễ. Tôi đã có sẵn cái hàm tính tổng này. Đã có sẵn cái hàm tính tổng đây rồi này. Bây giờ chỉ đơn giản là lấy các tham số từ trên URL xuống này. Đô la gạch dưới ghét này. A này. Sau đấy đến ghét B này. Sau đấy đến ghét C này. Sau đó tôi truyền vào đây các cái tham số là đô la A. Phải đô la B. Phải đô la C như này là xong. Mỗi thế thôi. A bằng 5 và B bằng 6 và C bằng 7. Ôi giời ơi. À đây. 18 này. 21 này. 5 này. 4 này. Được chưa? Đấy, dùng đi dùng lại thôi chứ có cái gì đâu. Các bạn không nắm được cái này thì các bạn không làm được cái gì đâu nhá. Chết hồ chết đấy. Được chưa? Tiếp tục này. Tiếp tục này. Bây giờ chúng ta sẽ có thêm phần này nữa. Trong trường hợp người ta không điền C vào đây hoặc là giá trị C của chúng ta nó bằng, ví dụ tôi bỏ, tôi tạm thời tôi bỏ qua cái mớ này đi nhá. Tôi chuyển vào đây là 4 5 không chuyển gì vào. Có chạy không? Thật không? C nó sẽ bằng null. Trong này C sẽ bằng null. Test nhá. Máy tôi nó không hiển thị lỗi thì phải chạy lên đây. Thấy không? Nó ra một cái warning là không không ra à, không có cái biến ba, biến thứ ba truyền vào là biến C. Không có. Đúng nhá. Và không, nó viết ở đây rất rõ ràng này, không định nghĩa cái biến C ở dòng số 3. Đây biến này. 1 2 3 này. Đây dòng này. Đây biến này chứ, dòng này. Được chưa? Đây là lỗi, chúng ta chỉ có 4 cộng 5, tất nhiên nó vẫn ra giá trị. Nhưng mà ở đây nó sẽ báo lỗi, lỗi rất là rõ ràng luôn. Thế vậy nếu mà tôi vẫn muốn, tôi chỉ có hai số này, nhiều trường hợp là tôi chỉ có hai số thôi. Nhưng mà tôi vẫn không muốn nó hiển thị lỗi. Cái hàm này của tôi phục vụ cho được cho cả việc là cộng 2 số hoặc cộng 3 số. Thì tôi làm nào? Hả? Cho vào đâu? C bằng 0 đi. Đúng không? 9. Đúng. Tôi cộng thêm 1 nhá. 10. Gắn bằng 0 mà bằng 0. Khác nhau mà. Ở đây chúng ta có hai khái niệm nữa. Tất nhiên đều là khái niệm tham số thôi, tham số của hàm thôi. Nhưng chúng ta có thêm khái niệm. Khái niệm thứ nhất là những cái số này nếu các bạn không điền vào. Những cái số này nếu các bạn không điền vào này. Ví dụ như số C kia, tôi bỏ cái này đi. Không điền vào thì sẽ bị lỗi đúng không? Không điền vào cái này sẽ bị lỗi đúng không? Chết nhầm. Đúng không?
không điền vào, à chết nhầm, đây C này, và chúng ta không truyền tham số này vào sẽ gây ra lỗi, đúng không? Thì cái này là những cái tham số có dạng như thế này này, không có dấu bằng này, thì người ta gọi là require parameter. Đây là require require parameter. Require là yêu cầu, bắt buộc phải có, được chưa? Require parameter là những cái tham số bắt buộc phải truyền giá trị vào trong hàm, được chưa? Require nhá. Còn khi mà chúng ta có dấu bằng ở đây này, cái tham số nào có dấu bằng ấy, thì nó được gọi với cái tên là optional parameter. Optional. Option là có cũng được, không có cũng được, không có chả sao cả, được chưa? Thêm hai khái niệm nữa, require parameter và optional parameter. Để tránh cho cái lỗi, nếu mà chúng ta chỉ truyền hai tham số thôi thì cái optional này nó sẽ có sẵn giá trị bằng bao nhiêu đấy cho chúng ta. Được chưa? Nhớ rồi khái niệm nhé. Nhưng biết thì đây là một chuyện, dùng nó là chuyện khác. Dùng thì phải test, test chán chê rồi mới biết được cách dùng. Nó không phải đọc chơi chơi mà biết được đâu nhá. Rất nhiều bạn rơi vào tình huống này. Chúng ta có như sau này. Thì thực ra nó là tham số. Nhưng mà tham số dùng chỗ nào? Dùng ở đâu, vị trí thứ bao nhiêu thì hợp lý. Ví dụ tôi có cái này, con C tôi đặt ở đây. Bằng không đi. Ok, chạy, chí. Đúng nhá. Nhưng mà nếu mà C tôi không thích viết đấy, tôi nhét cái này bằng không. Có lỗi không? Có lỗi không? Không lỗi hả? Lỗi lòi mắt ra ngay. Đúng chưa? Bởi ở đây nó chỉ gán theo vị trí thôi. Nó không quan tâm đến bất kỳ thành phần nào khác. Ví dụ như một, nếu mà chúng ta là con người, chúng ta xử lý tình huống này, đúng không? Ở đây chúng ta có 3 tham số, nhưng mà người ta chỉ truyền cho chúng ta 2 thôi. Thì những cái nào là require parameter chúng ta ưu tiên thì B sẽ bằng 4, C bằng 5, A bằng 0 được. Đúng không? Đấy là con người. Nhưng đây là máy mà máy nó ngu lắm. Đúng không? Nó chỉ ăn được theo cái thứ tự thôi. Cho nên là cái optional parameter các bạn để đây này. Thì A, nếu các bạn truyền vào 2 tham số thì A vẫn bằng 4, B vẫn bằng 5, C vẫn bằng 0. Không có gì truyền vào, nó bị lỗi. Được chưa? Cho nên khi viết hàm, lưu ý cho tôi, khi viết hàm đừng có thằng ngu nào viết optional trước require parameter nhé.
chết đòn đấy. Được chưa? Nếu mà đã lỡ tay viết rồi mà không sửa được nữa thì những cái chỗ nào là optional ấy thì phải truyền vào đây là null, hoặc là bằng không thì nó mới chạy được. Thấy không? Được chưa? Thì cái ô ở vị trí tương ứng nó bằng null thì các cái ô sau nó mới được gán giá trị. Được chưa? Đấy là cách chữa cháy. Nhưng thực ra tôi nghĩ là chắc là nếu mà đã được warning thì không ai viết như này làm gì cả. Được chưa nhỉ? Lưu ý. Vì sao tôi nói cho các bạn trường hợp này? Bởi vì có những cái bạn mà mới ra trường đi làm mà cũng không ai nhắc ấy, thì nhiều khi các ông ấy hứng ngứa tay lên các ông ấy viết vào như này thật. Xong rồi đội dùng độ khoảng tháng rồi. Bắt đầu sửa lại và lại động đến các anh, mà các anh biết được các anh chửi thì há mồm. Đúng không? Nên là thôi thì sửa code các anh một tí, thêm mỗi ông một đoạn null này vào cho nó đỡ bị chửi. Đấy. Được chưa? Đấy là về hàm. Hàm thì chúng ta nãy giờ là có định nghĩa ra hàm này, gọi hàm này, tham số này, require parameter là tham số bắt buộc này, và optional parameter là tham số tùy chọn này. Được chưa? Vẫn còn chưa hết. Em thấy. Ờ. Nếu mà viết đằng sau cái option đằng sau ấy, em viết ba cái em lấy một cái. Viết lên. Tức là như này đúng không? Tôi bê thằng này xuống đây. Bằng này phẩy b bằng không như này gì? Ờ. Viết ba cái, viết một cái, lên một. Tôi viết thêm cái nữa nhá. Cho nó nhiều. Bằng E đúng không? Vẫn bằng 10. Đây tôi cộng thêm thằng D thằng E nhá. Thích tôi cộng cả thằng E luôn rồi. Này đúng chưa? Vẫn bằng 10. Bởi vì truyền vào nó, tôi đã nói nó ăn theo thứ tự đúng không? Thì cứ theo thứ tự, số thứ nhất truyền vào là bằng A này, số thứ hai truyền vào bằng B này, số thứ ba truyền vào bằng C này, không có số thứ năm, số thứ sáu thì hai thằng này bằng không. Em cộng mình thằng D, cộng thằng C. Cộng mình thằng này gì? Em bằng 9. Hay ngáo cần rồi. Em truyền số 1 đấy, em chủ là truyền số C. Nhưng mà ông có cộng C vào đây đâu. Được chưa? Chưa hết, vẫn còn cái nữa. Nhưng mà xong được mấy cái khái niệm này chưa? Còn ai chưa hiểu thì phải hỏi ngay nhá. Tiếp tục này. Lúc nãy tôi có cái trò này đúng không? Ví dụ A này bằng 8 này. Đúng không? Và ở đây tôi A tôi là ở bằng 8 đi. Đây là hàm này là hàm này cộng thêm 5. Như thế. Tôi không nhận cái gì cả. Tôi echo ra là đô la A cộng bằng 5. Sau tôi echo mỗi thằng A này ra thôi. Và tôi giờ nhập. Và tôi gọi cái hàm mà cộng thêm 5 này. Giờ có ra cái gì không? Thật không? Ra 5 mà. Ồ, ra lỗi. Function line unexpected. À đây, tôi thiếu dấu chấm phẩy. Ra 5 mà. Null cộng 5 thì trả ra 5. Đúng không? Nhưng mà nếu mà theo đúng tư duy của chúng ta thì nó phải ra là 13 đúng không? Đúng không? Ờ thì nó không nhận. Nhưng bây giờ tôi vẫn muốn nó nhận thì làm nào? Tôi vẫn muốn nó nhận để làm nào? Truyền ga vào, tôi không thích truyền cơ. Tăng quyền là tăng kiểu gì? Chứ nó vẫn vốn là toàn cầu mà. Toàn cầu hơn nữa. Hơn nó thì chỉ có mỗi thằng session thôi. Hơn nó thì chỉ còn mỗi thằng session thôi. Hai nó đã toàn cầu nhất của đất rồi. Không thằng nào toàn hơn nó đâu. Global. Ở đâu nhở? Không nhớ lắm. Chẳng nhớ lắm. Đúng là A. Được chưa?
hiểu gì đâu, toàn chém. Ý em là dùng từ đấy. Thua. Đây này, chúng ta có một cái biến, à có một cái từ khóa để giúp cho những cái hàm ở trong, lưu ý này, giúp cho những cái hàm ở những cái biến ở trong cái hàm có thể truy cập được những cái biến ở phía ngoài của hàm, thì đó là cái từ khóa global. Thấy chưa? Bởi vì nó khai báo ở ngoài, chúng ta muốn truy cập đến thì chúng ta phải thêm cái global vào cho cái biến A này, biến A nó sẽ tồn tại ở trong cái này, trong đây. Thấy chưa? Chúng ta sẽ có như này. Đấy cứ cộng thêm 5 đúng không? Đầu tiên nó sẽ ra echo là 13 đúng không? Xong cái global chưa? Để chuyển sang phần khác còn nhiều lắm. Đấy chưa? Nãy giờ hôm nay tôi chỉ dạy chúng ta basic rồi đấy. Tôi echo ra một cái thẻ BR này. Rồi, vẫn là 13 đúng không? Tiếp theo echo tiếp. Bây giờ A của mấy? Thì sao tạm? Mấy bạn mà vì sao? Bởi vì ở đây nó đã được xin phép là truy cập vào cái biến A này, được chưa? Và cái bản thân cái biến A ở trong này nó chính là cái biến này, cho nên khi nó thay đổi thì thằng ở ngoài này cũng được thay đổi, được chưa? Xong chưa? Đấy là cái tác dụng của global nha. Lưu ý cho tôi cái global này. Tiếp tục này. Giờ tôi update cái này. Bây giờ bằng mấy? Giá trị bằng mấy? Echo ra hai dòng thì hai dòng này bằng bao nhiêu? Đầu tiên này là bằng đoạn 13 dưới là bằng 8. Đó. Vì sao nó lại bằng 13, vì sao nó lại bằng 8? Ừ, đúng. Đúng rồi. Ở đây, ở tại cái thời điểm này này, gọi đến đúng không? Chúng ta truyền đấy, chúng ta truyền vào đây này. Ở đây tương đương với cái việc tôi không khác gì cái việc tôi truyền số 5 vào đây này. À, truyền số 8 vào đây này. Hiểu vấn đề không? Đây là chúng ta truyền là truyền giá trị của cái biến A vào, được chưa? Và tại ở cái trong cái function cộng thêm này, cái biến A này là một cái đại lượng khác so với cái đại lượng A ở ngoài này, nó là một cái biến hoàn toàn khác không liên quan gì đến nhau và mang giá trị là bằng cái giá trị người ta truyền vào ở đây, được chưa? Sau đó cộng lên và echo ra kết thúc hàm, thì sau khi kết thúc hàm nó sẽ được giải phóng, cái biến sẽ được giải phóng giá trị. Cho nên là không ảnh hưởng đến cái thằng A ở đây cả. Cho nên một thằng trên bằng 13, một thằng dưới bằng 8. Đấy là lý do vì sao. Code ở trong này không ảnh hưởng đến cái biến A ở phía ngoài. Cho nên vẫn bằng 8 như bình thường. Xong chưa? Tiếp nhá. Đây gọi là cách truyền là truyền giá trị này. Được chưa? Truyền giá trị này. Bây giờ tôi thêm một cái nữa vào đây, đô la. À, quên nhầm cái và. Chưa? Cái này gọi là truyền tham trị. Thế tham trị là cái mẹ gì? Con trỏ là cái gì? Là cái mũi tên ở tay tay đấy hả? Tham trị là gì? Địa chỉ cái gì? Địa chỉ nhà thôi ạ. Hả? Giờ ơi, chứ thầy giả hay hết rồi. Cứ học xong cái gì là y rằng quên cái đấy, năng suất cực cao. Tham trị ấy thì ok, nó là cái địa chỉ. Mà địa chỉ của cái gì? Thực chất là chúng ta phải học lại về cái phần cái môn gọi là môn phòng máy tính. Thì khi mà chúng ta tạo ra một cái biến, tôi bất biết biến này mang giá trị gì,
mang kiểu dữ liệu như nào, thì nó sẽ được phân quyền phân cấp một cái bộ nhớ chính xác là một cái vùng ô nhớ nào đấy, được chưa? Và cái ô nhớ đó tồn tại trong RAM, không nhớ tồn tại trong RAM. Và cái biến A tại đây này, cái biến A này nó sẽ mang cái địa chỉ của cái số ô nhớ này, được chưa? Như bình thường chúng ta gọi hàm không có giá trị thì là chúng ta chỉ truyền giá trị của ô nhớ này đi thôi, truyền giá trị của ô nhớ này đi, được chưa? Sau đó khi vào trong hàm ở đây thì là chúng ta lại tạo ra tương đương việc chúng ta tạo ra một cái biến A nữa, là nó là lại được phân cấp một cái bộ ô nhớ nữa và gắn cái giá trị này vào với số ô nhớ này, được chưa? Đến lúc này là đây là hai cái địa chỉ nhà khác nhau, chẳng qua là số người ở trong nhà của họ là bằng nhau, số thành viên trong gia đình là bằng nhau, chứ còn thực chất ra là đây là hai cái nhà khác nhau, được chưa? Ví dụ nhà thằng Vượng với nhà thằng Văn, nhà hai người ở, một thằng ở Hà Nội, một thằng ở Cà Mau, nhưng mà hai nhà này đều có ba người cả, thì giá trị của hai nhà vẫn bằng nhau, đúng không? Được chưa? Xong. Thế vậy bây giờ là cái tham trị là cái gì? Truyền tham trị tương đương với việc là ở trong cái đoạn function cái biến A dùng ở trong hàm này, là cái, đây là cái biến A nhé, đây là biến A ở global. Bây giờ biến A ở trong hàm nhé, đây là area đó là hàm, thì nó cũng tạo ra một cái biến A, nó cũng tạo ra một cái biến A mới, nhưng mà bây giờ cái biến A nó không trỏ đến đây nữa, không trỏ đến một cái địa chỉ mới nữa, mà cái biến A nó trỏ thẳng đến cái địa chỉ ô nhớ này, được chưa? Nó trỏ thẳng đến cái điểm chung địa chỉ ô nhớ này. Tại trong cái hàm này bây giờ chúng ta cộng thêm 5 giá trị thì là bản thân cái giá trị của cái thằng ô nhớ đã được cộng thêm 5, và sau khi ra ngoài của cái vòng lặp tất nhiên biến A sẽ bị biến mất, biến A ở trong hàm sẽ bị biến mất, và bởi vì nó giải phóng ô nhớ mà giải phóng cái biến A này nó là giải phóng đi, nhưng mà cái biến A này nó vẫn tồn tại và nó chọn chọn đến cái địa chỉ ô nhớ ở đây, cho nên nó vẫn bằng cái giá trị đã được cộng thêm 5, được chưa? Đấy là logic của cái tham trị, quan trọng là chỉ đến cái địa chỉ của ô nhớ chúng ta, xong chưa? Rồi suy cơ đi, nghĩ tiếp suy đi. Giám đốc ở đây, anh em thói hư tật xấu biết hút thuốc. Thank you.
trước mình nhớ. Cái này học cái cũng như là sản phẩm sau thì đây là cái máy nào
Rồi tiếp tục nhá. Hôm nay là hằng này, hàm này, tham số này, tham trị này, được chưa? Bây giờ đến phần còn lại của hàm này. Đây phần còn lại của hàm này. Nào, tập trung vào đây. Khi mà với hàm ấy, chúng ta sẽ có thêm một cái thứ gọi là return. Ví dụ return đô la A này. Đúng không? Return giá trị, tức là giá cái hàm này sẽ được thực thi. Nhưng mà sau khi nó thực thi xong á, nó trả về một cái giá trị nào đấy, và sau khi nó trả ra chúng ta có thể gán cho nó bằng một cái đại lượng nào đó. Ví dụ, tôi hoàn toàn có thể là đô la B ở đây bằng cộng thêm 5 truyền A vào. Tiếp theo tôi echo ra cái đô la B này thì nó sẽ là bằng 13. Đây là giá trị của đô la B nhé. Nhưng mà bây giờ chúng ta tiến hành là echo ra tiếp đô la B này trừ trừ này đô la A thì nó sẽ bằng là vẫn là giữ là 8, bởi chúng ta không truyền tham trị mà, được chưa? Lưu ý chúng ta có cái thêm cái return trong PHP thì nó sẽ khác với các ngôn ngữ biên dịch, ví dụ Java, C sharp, đúng không? Với Java, C sharp thì chúng ta nếu mà muốn khai báo một hàm mà không return giá trị thì chúng ta phải thêm chữ void ở đây, đúng không? Với PHP và JavaScript chúng ta không cần. Cái nào return thì là có return thôi, còn cái nào không thì là thôi, bỏ qua luôn. Được chưa? Đấy là thêm cái khái niệm nữa là return trong hàm. Được chưa nhỉ? Còn bạn nào thắc mắc gì nữa không? Đấy là hết, tạm thời hết cái hàm. Được chưa? Phần tiếp theo tôi cho các bạn được cái nào? 1 2 3 4 5 6. Rồi, 6 bàn đúng không? Khoảng 6 bàn đúng không? Chúng ta đến với khái niệm nữa. Đó là khái niệm là, để tôi copy cái này vứt vào trong đấy đã. Tiếp theo, người ta gọi là khái niệm là built-in function. Built-in function. Built-in là hàm, build là xây dựng đúng không? In là trong. Đúng chưa? Built-in function hay là magic constant các thứ các kiểu thì nó là những cái hàm hay là những cái hằng số nó có sẵn của PHP. Nó có sẵn rồi nhá. Thì bây giờ chúng ta có thể tìm kiếm nó ở đâu? Dễ nhất là vào WebSQL. WebSQL này. Chọn phần tutorial về PHP không có. Đâu? Server side, đây là PHP. Chúng ta vào tutorial PHP này. Chúng ta sẽ tìm cho tôi, ở trong này nó sẽ có là ba loại chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là PHP operation. À nhầm, không phải. PHP về từ nhá, để tìm ra nào. Advanced này. Ô. Từ từ. Đây. Chúng ta có PHP. Ở cái chỗ nào nhỉ? Inference này, array supply này, string function. Chờ tôi chút để tôi xem function này. Từ cho đi.
built in function. Xem có về cái Pascal không? String này. Ơ, bình thường ở trong này nó có mà nhỉ? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chúng ta vào với cái Pascal vào phần PHP này. Chúng ta sẽ có cái PHP array này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở trong này nó còn một rổ các hàm đúng không? Nhìn thấy một rổ các hàm không? Thấy không? Rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Được chưa? Đấy là một về mảng này. Đây gọi là các cái built-in function về mảng. Là những cái hàm có sẵn trong mảng. Ví dụ chúng ta có hàm in array này chẳng hạn. Hàm in array này chúng ta có thể xem cái example. People bằng Peter, Joe, Glenn đúng không? Cleveland. Chúng ta có cái in array, chạy cái hàm in array với tham số là Glenn truyền vào. Kiểm tra trong cái mảng là mảng people. Nếu mà trả về true, cái hàm này trả về true thì là match found. Nếu mà không trả về true thì sẽ là match not found. Tức là cái hàm in array nó sẽ kiểm tra một cái tham số nào đấy, à một cái giá trị nào đó có ở trong cái mảng này không. Được chưa? Hàm này là hàm in array, ý nghĩa của nó là như thế. Và nó chắc chắn nó sẽ có giải thích ở bên này rồi. Phía trên này chắc chắn là có rồi. Đấy, definition and use. Đúng không? Nó có giải thích rồi đấy. Tìm kiếm trong mảng có một cái giá trị mặc định, à một cái giá trị truyền đó không. Được chưa? Thì đấy là tôi ví dụ một cái array function. Thì như này. Ba bàn đầu ở bên dãy bên này. Tìm hiểu cho tôi. Đây có bao nhiêu hàm? 1 2 3 4 5 6 7. Ok các bạn nốt lại cho tôi nhá. Tìm hiểu tôi cái này. Thứ nhất là cái hàm array là 1 này. Thứ hai là array deep là 2 này. Array combine là 3 này. Được chưa? Array fin là 4 này. Nốt vào. Không thấy đứa nào viết luôn mà. Làm sao mà nhớ được? Giỏi. Rồi. Array intersect. Intersect là 5 này. Array map là 6 này. Array merge là 7 này. Array pop là 8 này. Array push là 9 này. 9. Array replace là 10 này. Được chưa? 10 cái đến array replace. Xong chưa? Rồi. Ba bàn sau, ba bàn ở dưới. Các bạn tìm hiểu cho tôi là array revert là 1 này. Array search là 2 này. Array shift là 3 này. Được chưa? Array slice là 4 này. Array splice là 5 này. Array unshift là 6 này. Array walk là 7 này. Compact là 8 này. Cao là 9 này. X là 10 này. Được chưa? 10 hàm đấy. Tiếp theo, ba bàn bên này. Ba bàn liền bên này. Các bạn tìm hiểu tôi thằng hàm and, hàm extract, hàm array, hàm in array. Và mấy rồi nhỉ? 3 rồi đúng không? Hết rồi đúng không? Thì chúng ta ba hàm này đến cái gì nhỉ? Đến in array này. Key
là 4 này. List là 5 này. Next là 6 này. Post là 7 này. Brief, previous là 8 này. Range là 9. Reset là 10. Rồi sort và sort là 12. R sort và sort. Tôi thích. U sort là 13. Chia nhau ra mà làm. Được chưa? 13 hàm. Tiếp theo. Dãy ở dưới, tất cả những cái bàn ở dưới hai bàn đúng không? Còn hai bàn thôi đúng không? Đây. Bàn hai bàn cuối cùng. Hai bàn cuối cùng tìm hiểu cho tôi toàn bộ tất cả các hàm ở trong mà ở trong cái phần này PP string. Nhá. Sau 20 phút. Lưu ý này, sau 20 phút. Nào nghe. Sau 20 phút từng nhóm một sẽ lên trình bày. Ngồi đấy thôi. Thấy chưa? Từng nhóm sẽ trình bày về các cái hàm mình phải tìm hiểu. Được chưa? Ngoài ra này. Nào nghe. Ngoài ra, bây giờ tất cả các nhóm lên Facebook của lớp mình á, tôi đã tạo ra một cái bài viết mới. Các bạn comment vào đấy những cái yêu cầu của những cái yêu cầu mà nhóm mình phải làm nhá. Được chưa? Viết tên hàm vào đấy là được rồi. Sau đó đấy sẽ là bài tập về nhà của tất cả chúng ta. Cái này không thừa đâu, tôi thề với các bạn không thừa đâu, nó cực kỳ quan trọng. Đây, ví dụ như này. Đây, 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 để im. Tôi đếm hết rồi đấy nhá, không chạy đâu. Tôi đếm thiếu là liệu hồn đấy nhá. Hai nhóm mỗi nhóm 10 là 20, nhóm này 13 là 33. Nhóm bên kia thì nó đã có sẵn trong này rồi, đếm lệch làm sao được. Rồi đấy, lên rồi đấy. Viết đi. Tôi cho các bạn hẳn 30 phút. Từ giờ cho đến 8:45. Gì? Nhóm này sẽ là nhóm bị cúm đầu tiên, cho nên chuẩn bị đi. Cho phép lớp cùng làm cùng nhau bằng cách comment ở trên này. Đúng rồi, chính xác, viết như này được.
Không có thời gian mà chém gió đâu. Đọc đi. Những cái mà tôi nói là cả những cái thứ mà sau này chúng ta phải vận dụng đấy.
Mấy cái hàm ấy dễ mà, có gì đâu. Trông thằng Phượng cái trông mặt nó vẻ đấy. Không sớt tiếng Anh, không đọc tiếng Anh thì đọc tiếng Việt. Nhóm đấy có hàm đầu tiên là dễ nhất, hàm array, dễ nhất của đất. Thank you.
33 rồi, 10 phút nữa nha. 15 và 12 phút nữa. Thank you.
Nó mới có 3 nhóm. Nhóm 4 đâu? Nhóm dưới cùng đâu? Chưa có men à? Mấy thằng này ngáo cần hết rồi. Đây, bài làm của sinh viên lớp rồi, bài làm dự án ấy. Sau này các bạn cũng phải làm được một trang như này, đăng nhập này. Chả ai em trong của ai cả. Thương mại điện tử. Thanh toán online tích hợp thì không mà bài viết này nó làm cả bài viết cả sản phẩm như sản phẩm. Đây là lấy team về viết thôi mà, gì đâu quan trọng là viết co ở trong ấy, sắp xếp này, số lượng filter này. Cái này làm bằng Laravel. Nó học ở bên Poly, nó học ở bên chúng ta, ở bên kia mấy đứa bọn này sẽ bảo vệ. Đấy, hủy giao hàng các thứ các kiểu, theo dõi này, visit này, số lượng người truy cập các thứ các kiểu. Chắc là chưa làm, còn nhiều cái chưa làm lắm. Nó cả group bông
mã giảm giá. À? Cái này á, ông biết nó làm được bao lâu? 2 tuần. Đấy, nhưng mà quên hết rồi, ban đầu là làm cái gì đó, trọng đó là đầu tiên là nó định làm cái này là 2 thằng code, thực ra là cả 3 thằng đều code, nhưng mà một thằng thì code giao diện, một thằng code giao diện, còn 2 thằng code phía dưới này, anh em. À, lúc đầu là bọn nó định làm web sân phim. Lúc đầu là định làm web xem phim trực tuyến, nhưng mà về sau nó tham vọng quá cho nên là phải không kịp, nên làm cả Angular cũng kiểu rồi là Amazon, nhưng mà không kịp cho nên là dẹp làm này. Nó đến tuần trước nữa thì nó mới bảo chắc là không kịp, thôi thì nó đổi tài cho hiểu rồi, nó làm xong đấy. 2 tuần. Nó năm nay là năm thứ 2. Năm 2. Học ở đâu năm 2? Học bên trường cao đẳng thì học 2 năm thôi. 2 năm. Cao đẳng bên trường tôi dạy là chỉ có 2 năm 4 tháng rồi. Học hết. Bắt làm hết. Nhớ là bọn cái string này nó cũng nhiều hàm lắm. Đâu? String nào? Tôi cũng không nhớ mấy cái này lắm. Đây rồi. Đây. Đây nó mới là kho này. Rồi, yên tâm sẽ có bài về nhà. Chúng không chạy đâu. Biết càng nhiều càng tốt thì làm sao? Xong chưa? 44 rồi. Là nhóm đầu tiên à? Làm những cái gì nhỉ? Array đúng không? PHP Array. Rồi. Hôm nay là cái gì? Dạ, ai tìm hiểu? Nga. Bọn này cứ như kiểu là người trẻ nhỉ? Hả? À? Khởi tạo mạng. Cái này còn tác dụng giống như cái gì? Cú pháp nào để tạo mạng? Đồ lửa. Ừ. Tiếp đi. Rồi, tiếp. Làm gì tiếp theo đó? Lại phải để mình so vào.
Đâu? Đây đúng không? Array column. Đây hàm array column. Rồi làm gì? Array column mà đây đây, cô viết đây. Không phải tôi viết đâu. Ngọc Thảo. Thế là array gì? Combine gì? Rồi array combine. Rồi, hàm này có ý nghĩa gì? Gì? Ai tìm hiểu này? Sao giọng cổ ở đâu vậy? À, bảo sao mình nghe quen quen. Một số phần tử nghe như kiểu giọng phim trưởng nhỉ. Rồi đúng rồi, array combine nó là hàm để chúng ta nhét một cái là key, một cái là value, gộp vào hai mảng vào với nhau trở thành một mảng, thì cái mảng phía trước này f name này trở thành dạng là key của một cái mảng mới ấy. Còn cái edge này nó sẽ là cái số phần tử, nó sẽ là value, thì nó sẽ ra một cái mảng mới là Peter 35 này, Ben là 37 này, Joe là 43 này. Được chưa? Chọn đẩy ghép vào thành một cái mảng mới. Được chưa? Rồi tiếp tục. Tục tiếp. Deep. Là sao? Ông có giải thích khó hiểu hơn nó. Ừ, hai mảng so sánh với nhau. Sao nữa? À, thế còn nghe được. Nó sẽ trả về những cái phần tử khác nhau của hai mảng. Thế thì còn đúng. Hai mảng so sánh với nhau. Nhảm nhí vậy trời. Rồi, ok, hàm array diff là lấy ra những cái phần tử khác nhau của hai mảng này. Test cái nhá, test lại nhá. Nhìn vào này gian mình không tin được. Để test. Đã test chưa? Thế mà ở đây tôi có F. Tại sao lại ra B? Sao lại ra D nữa? Thế là ép đâu? Đâu? À đây E. G đi. À, G rồi. L. L rồi à? Thế tại sao không trả ra? Wow. Sao? Tôi không thích. Rõ ràng các cô bảo là lấy ra những cái phần tử giống nhau, phần tử khác nhau đúng không? Thế bây giờ tôi chiếu theo những cái phần tử khác nhau tôi làm thôi. Tôi không quan tâm. Sao? Nào. Lại bắt đầu. Chẳng hiểu gì cả. Sao? Đây là con này cho đánh bằng A1 và A2 đấy. Ừ. Đấy, thì bằng A1
nó sẽ có các phần tử nó khác phần tử mà A2 thì nó xuất ra. Có hiểu không? Tôi biết thừa cái hàm này rồi, ông giải thích cho tôi làm gì là những cái bọn nó ấy. Rõ ràng nãy là lấy ra phần tử khác nhau giữa hai bảng, hai mảng đúng không? Thế vì nếu hàng cái mảng này nó khác với cái mảng này thì cũng phải lấy ra chứ. Lấy ra phần tử của mảng 1 không có trong mảng 2. Thế thì còn nghe được. Dạ. Yeah. Lấy ra phần tử của cái gì? Phần tử hay là cái gì? Nó so sánh là so sánh. Đây các bạn lưu ý này. Ở đây chúng ta có mảng là A1 và mảng A2 nhá. Đúng không? Chúng ta không quan tâm đến cái key làm gì cả. Dẹp cái key đi nhá. Không quan tâm đến key. Quan tâm đến cái value này. Nó sẽ đối chiếu ở trong mảng A1 này. Nó có cái phần tử nào mà mảng A2 không có thì nó vứt ra ngoài. Được chưa? Ví dụ như này, tôi tạm thời tôi move thằng này lên trên nhá. Được chưa? Tôi di chuyển lên trên này. Nó ra yellow và black đúng không? Nó chỉ compare giữa mảng A1, mảng A1 có những cái thứ nào mà mảng A2 không có thì nó vứt ra ngoài. Được chưa? Lưu ý cho tôi. Ba mảng cũng so sánh được. Thử luôn. Mảng A3. A3 thằng này sẽ có thêm là black, G bằng black. Thêm vào đây à? Được chưa? Đúng chưa? Đấy. Mở rộng đấy, không bảo tìm hiểu thì chắc là cũng đến Tết mới biết được mấy cái này. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Còn ai thắc mắc gì không hay ai góp ý gì không? Ba mảng hay là 100 mảng cũng thế. Nhá, bao nhiêu mảng cũng được. Đấy là array div. Nốt vào, xong rồi lại quên hết cho mà xem. Tiếp theo, đến hàm gì? Trăng. Đấy. Trăng đấy. Thế nó sai thì mình phải chịu chứ. Đây phi này à? Rồi. Hàm này có tác dụng gì? Đây. Sao? Hả? À? Cái gì? Có hiểu không? À, bọn này thông minh đấy. Thế như này sao? Đã quên nhầm. Sorry. Đây, thì copy này. Ơ lại tắt mấy cái PP tester rồi. Lỡ tay. Rồi. Thế nếu mà cái array 1 này của tôi nó có là bằng một cái mảng là 1.2.3 này ra. Thật không? Sao? Đây tôi tạm thời tôi comment cái thằng Green B1 này là. Sao? Nó có quan tâm gì đến cái mảng trước đây nó có cái gì không? Nó gán lại, nó trả ra một cái mảng mới. Nó trả ra một cái mảng mới bằng một cái mảng bằng có số phần tử là bắt đầu từ số index là 3. Tiếp theo 4 phần tử nữa. Và các cái giá trị của nó đều bằng.
blue. Đấy là ba cái tham số của chúng ta. Yeah. Còn cách mở rộng nó nữa không? Fit index number value. Hết rồi. Thấy chưa? Đấy là cái hàm fit. Nhìn mặt cũng có vẻ là ngáo ngáo rồi. Không tin à? Thật đấy. Đây này. Thật đấy. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Hàm nữa. Hàm tiếp theo làm gì? Ủa, tưởng có filter chứ nhỉ? Có filter không? Không. Có intersect không? Tại sao không intersect mà lại đến map luôn? Đây, intersect. Đây, lại so sánh hai mảng. Đã. So sánh hai mảng với nhau trả ra số lượng phần tử giống nhau, đúng không? Thật không? Thật không? Có so sánh được ba mảng không? Có hả? Thật không? Chắc chắn chưa? Rồi. Thế nếu sai sao? Thôi thì còn nói làm gì? So sánh phần tử giống nhau, nhưng mà quan trọng là cái value nhá. Thằng này nó có thêm yellow. Đấy. Gray. Ở đây tôi có mỗi thằng gray thôi. Rồi. Và tôi nhét cái thằng A3 này vào đây. Này có ra gray không? Có. Đứa có đứa không? Nào, thằng nào bảo 3 phần tử 3 mảng cũng dùng được. Đâu rồi? Hả? Chứ tôi hỏi là có so sánh được không? Tôi bảo có sửa gì không thì cũng không ai nói gì. Ơ. Rồi, cho cái gray vào đây. Này gì? Chả sao à? Quan tâm gì đâu. Rồi, thấy chưa? Tôi nhét thêm thằng E nữa vào đây có vấn đề gì không? Thật không? Sao? Chạy rồi. Còn nghi ngờ cả mình nữa chứ. Chết rồi, bọn này hỏng rồi. Sao? Red là mấy A đúng không? Đây nhé, thằng này là A để chạy. Đây. Thấy chưa? Có cả kỳ. Đấy. Đâu, thằng nào hai thằng đúng không? Thằng Vượng với thằng ngồi dưới đúng không? Tên là gì? Bạn tên là gì? Thảo. Thảo à? À, thằng này là cái thằng hãm hại cả cái nhóm này đúng không? Rồi, ok. Nhớ nhá. Test thì test cho nó tử tế vào. Chứ đừng có test nửa vời. Rồi tôi lại bới lỗi ra cho. Nhá. Khổ lắm. Nốt vào hàm array intersect là lấy ra phần chung.
nó lưu ý là nó lấy ra dựa theo cả key và value. Ờ, nhưng mà nếu với ba lúc nãy tôi cũng nhìn là thấy là nó chỉ test value thôi. Để nó test value thôi, value nó trùng thôi. Nhưng mà đến ba mảng thì có thể là không phải thế. Chắc là nó ghi thiếu. Thật đấy. Quan trọng là chúng ta phải test ra. Nếu mà còn đây là tài liệu của bọn VK3 School nhá. Đây là tài liệu của bọn VK3 School. Nhưng mà nếu mà đọc tài liệu chuẩn ấy thì phải search ở đây này. pp.net. Đây mới là tài liệu chuẩn. Đấy. Thấy không? Đây là tài liệu chuẩn và dưới đây nó có ví dụ rồi. Ví dụ dưới nó đầy. Thấy chưa? Đây mới là tài liệu chuẩn này. Tiếp theo đến cái gì? Đến cái gì? Map à? Thế nhóm cuối cùng tìm hiểu thêm cho tôi thằng array key exist này nhá. Khá là quan trọng đấy. Array key exist. Đây đúng không? Map. Sao? Này là gì? Đâu, ông nào nói đấy. Ô sao bây giờ vẫn còn đang thảo luận, cứ để cho nó nói thế nào. Array map là cái gì? Nhân giá trị của mảng với một. Sai. Thế này mà ông vẫn tự tin ông phun ra câu đấy giỏi. Nhân đâu mà nhân. Ông thấy cái phép nhân này là nó này, phép nhân này là nó thực hiện nằm trong hàm không? Đây nó truyền tên hàm vào thế không? Đúng không? Lại nhảm nhí. Đúng rồi. Đây chúng ta có hai tham số này. Tham số đầu tiên là tên hàm này. Được chưa? Tham số thứ hai là mảng này. Được chưa? Nhớ đến cho tôi một cái từ như sau, cứ cái từ nào ở bất kỳ đâu cứ liên quan đến cái chữ map thì là nó sẽ chạy qua từng phần tử một. Được chưa? Chờ tôi hát hơi cái này. Nó mũi coi như mà chưa hát hơi được. Dạ, chạy qua từng phần tử một của cái hàm này và thực thi cái phần tử đấy, cái phần tử ấy, phần tử được chạy ấy, nó sẽ bằng với giá trị 5, tương tự như for x. Được chưa? Nó tương tự như for x, nhưng mà for x thì chúng ta phải viết code ở trong cái vòng for x luôn, đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta chạy một cái hàm nằm phía ngoài. Chạy một cái hàm nằm phía ngoài là nó sẽ thực hiện là truyền cái giá trị của tham số được của phần tử được xét đến ấy vào bằng cái biến 5 này. Được chưa? For x, các bạn lưu ý này, for x nó không thay đổi được giá trị nằm ở trong đấy, nằm ở trong mảng. Nhưng mà cái array map này nó khác for x một cái là khi các bạn thực hiện nó thay đổi luôn giá trị của mảng. Mảng ở đây đang là 1 2 3 4 5 đúng không? Nhưng mà nó thay đổi luôn là bằng ở đâu hình như không thay đổi được. Để tôi coi lại, tôi check lại nhé. Cái này phải test bởi vì phần này rất là quan trọng. Đây. Là test này. Chúng ta sẽ có cái không print sớm như này nữa. Chúng ta sẽ có biến B bằng cái array map của thằng này. Và chúng ta print ra đô la A. Print ra đô la A và print luôn ra đô la B. Các bạn sẽ nhìn thấy đô la A giữ nguyên không? Thấy không? Đô la A giữ nguyên và đô la B nó mới là cái giá trị được thay đổi bởi tác động của cái hàm này. Thấy chưa? Hãy lưu ý nha. Cái hàm array map để trả ra dữ liệu đấy, trả ra một cái mảng mới. Được chưa? Mảng mới là mảng sẽ được thay đổi giá trị theo cái code chúng ta xử lý ở đây. Được chưa? Phần này chắc là các bạn chưa đọc đến đúng không? Chắc là nó cũng không có ví dụ nên nó cũng không đọc đến đúng không? Đây này. Array đây cũng không có luôn mà. Không có.
Nhưng mà đây là phần mở rộng thì chúng ta phải lưu ý cho tôi nhá. Cái mảng, cái hàm array map này nó sẽ thực hiện cái hàm này cho từng phần tử một ở trong mảng A. Vẫn chưa hát hơi được. Rồi. Đấy chưa nhỉ? Đấy là array map. Tiếp theo đến gì? Array mod. Array mod thì làm gì? Làm gì? Ghép. Thằng này là ghép hai mảng vào nhau. Được chưa? Ghép hai mảng vào nhau. Thế nhưng mà nếu tôi làm này sao? Xong array map vào nhau tôi xóa đi nhá. Array mod này. Nếu mà name bằng red này, edge bằng green này, thằng này có cùng name nữa, phải tranh thủ mà phá. Có những cái công cụ như này thì phá thử đi. Như này thì mệt vào thành cái gì đấy. Nếu mà cả hai của chúng ta đều có name và những cái có key và những cái key nó trùng nhau sao? Cái sau đè lên cái trước. Cũng đúng. Đúng không? Rồi, thế vậy thì nếu ở đây tôi cái này tôi bỏ cái này đi thì sao? Mảng là gì? Red không blue edge yellow. Thấy chưa? Đẩy này xuống dưới này. Kết quả vẫn như vậy thôi. Ok không nhỉ? Array merge là ghép hai mảng với nhau. Cái nào trùng key thì đè lên. Thấy chưa? Còn nhiều lắm, yên tâm. Tôi hâm hôm nào lên tôi lại bắt tìm hiểu hết cái đống này chắc chết. Còn gì nữa nào? Pop. Pop chứ không phải là pop. Gì nữa? Xóa phần tử cuối cùng hả? Sai. Gọi là xóa là không đúng không? Là gì? Dũng biết hàm này không? Pop này tôi đã nói đi nói lại ở cái bên JavaScript rồi. Lấy ra thì đúng. Lấy ra phần tử cuối cùng và loại bỏ nó luôn khỏi mạng thì nó mới là chính xác. Được chưa? Lấy ra và loại bỏ luôn. Ví dụ như này. Đó, lại nghịch ngu rồi. Đây này. Tôi gán một cái biến B bằng cái này nhá. Sau đó tôi print A này, xong tôi print tiếp B này. Thấy không? B nó bằng blue này. Được chưa? Lấy ra chúng ta có thể gán nó bằng một cái biến nào đấy khác. Rồi, tiếp theo đến cái gì? Push. Đốt push là hết đúng không? Push thì là sao? Ngược lại với pop. Pop là lấy ra và loại đi. Push là thêm vào. Nhưng mà thêm vào đầu nào? Deep. Thêm vào deep của mạng. Yeah. Push sẽ đi với pop. Hai thằng này là một cặp bài trục đi với nhau, một thằng nhét vào một thằng rút ra. Được chưa? Đấy là cái hai thằng này sẽ đi với nhau. Đây là Q thì mới là nhét vào đầu và lấy ra ở phía đầu. Pop lấy ra ở cuối. Được chưa? Đó, bài tập về nhà của chúng ta hôm nay thì chúng ta học khá là nhiều thứ. Từ hàng này, rồi hàm này, tất cả mọi thứ trong hàm. Rồi thì là tham số, tham trị này. Được chưa? Rồi thì đến những cái hàm BB. Bài tập về nhà của chúng ta sẽ là cái bài này. Bài tập về nhà sẽ là cái bài này. Và buổi tới chúng ta sẽ có rất là nhiều bài tập để luyện tập với mạng và với string. Thậm chí là với số, nhiều lắm, yên tâm. Tôi chỉ ngồi nghĩ không nên đã thấy một đống rồi. Rồi.